Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về ca sĩ Thủy Tiên các bạn. Thì những ngày vừa qua cô ấy đã giống như bán hàng online luôn, mà nhiều người cứ vào comment không phải để mua hàng, mà cứ comment là kêu sao kê rồi nói này nói nọ cô ấy. Thì hôm nay cô ấy đã bức xúc rồi lên tiếng nói như thế này nè các bạn. Mọi người nghĩ sao, cô ấy nói ủa bán hàng online có gì xấu hay không mà sao tự nhiên nói quá trời với cô ấy. Cụ thể nội dung như thế này: Thủy Tiên đáp trả khi bị mỉa mai, nói bà ở biệt thự mà lại đi bán hàng online à. Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng thì ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ khi có buổi live stream bán hàng trên mạng xã hội. Trong live stream ca sĩ thì ăn mặc rất là giản dị luôn, bán một số món đồ gia dụng. Tuy nhiên không ít người lại để lại bình luận mỉa mai cô ấy. Như Thủy Tiên có bài viết trên trang cá nhân phản hồi những ý kiến trái chiều, ca sĩ Thủy Tiên nói: Ủa tôi thấy bán hàng online có gì xấu đâu, thay vì dành thời gian nghỉ ngơi, đi chơi vui vẻ với gia đình thì bỏ ra ít thời gian bán hàng tốt, lại có tiền giúp được bao người mà cần giúp đỡ mà. Giọng ca giấc mơ tuyết trắng nói bản thân kiếm tiền từ việc mua bán chân chính, không xin hay lấy của ai, cũng không vi phạm pháp luật hay đạo đức, nhưng không hiểu tại sao mọi người lại mỉa mai nói nặng nói nhẹ cô ấy như vậy. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ: nhiều người nói cô bán hàng online là mắc hình ảnh. Về điều này Thủy Tiên khẳng định: Ủa bản thân vui vẻ không hề mắc cái gì mà, lại còn kiếm được tiền giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn thì có gì là xấu đâu. Thủy Tiên thì sinh năm 1985, nổi tiếng với các loại hit bài hát như là Giấc mơ tiết trắng, Hát vang rằng em yêu anh, Muộn màng mãi thuộc về anh đó. Ngoài ra cô còn được công chúng quan tâm bởi cô là cô công nhân viên, là một có cuộc sống viên mãn bên công vinh. Thế nhưng kể từ sau khi vướng ồn ào liên quan đến việc từ thiện sau kê mập mờ thì Thủy Tiên đã sống khép kín. Gần đây ca sĩ mới bắt đầu thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống của mình lên mạng xã hội. Đặc biệt mới đây Thủy Tiên gây chú ý khi hé lộ không gian trong biệt thự mà mới xây, cơ ngơi mới của vợ chồng Thủy Tiên công vinh lấy màu trắng làm chủ đạo, khá rộng rãi thoáng đãng và khiến công chúng phải trầm trồ. Mà đúng là thiệt, phải chi mà sau cái đợt từ thiện phải để tới năm nay mà vợ chồng cô ấy xây nhà hay là tẩu siêu xe thì được rồi, tự nhiên mới từ thiện xong lại đi xây nhà thì đó, bởi vậy nhiều người nghi là đúng rồi. Thỉnh thoảng Thủy Tiên cũng xuất hiện trong các sự kiện giải trí, song cô hạn chế tiếp xúc trò chuyện với đồng nghiệp để tránh sự chú ý. Dù từng vướng ồn ào liên quan tới việc từ thiện, nhưng thời gian vừa qua Thủy Tiên không ngại chia sẻ hình ảnh cô đi làm thiện nguyện. Cô cũng không ngần ngại đáp trả khi bị anti fan chỉ trích buông lời tiêu cực về lùm xùm từ thiện mà cách đây 3 năm về trước đó các bạn. Nói chung thì thôi, chuyện gì cũng qua rồi thì cho qua. Nói chung mong nếu mà sau này có làm từ thiện thì Thủy Tiên nên cứ đừng có kêu gọi nữa. Có tiền làm không có thì thôi, ở nhà bán hàng online như vậy sẽ tốt hơn cho cô ấy và mọi người sẽ không gì nữa. Đúng không mọi người?